Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã đây, thì bây giờ mình đang ở nhà nha. Thì ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Thì tóc vút vút keo nè, áo quần thì cũng lên sẵn rồi. Thằng ở cái bên này mọi người. Bây giờ mình chờ chị Ngân với lại ba mình rồi nè. Đây, ba mình anh Tư với chị Ngân nữa. Thì hôm nay gia đình mình sẽ đi một cái buổi tiệc nha mọi người. Thì sẽ là một cái tiệc sinh nhật. Sẽ là sinh nhật của ai thì mời mọi người đón xem nha. Thì bây giờ để ba mình không, nói chung là giờ nguyên gia đình mình xong hết rồi, chỉ để mình chị Ngân thôi. Thì gia đình mình sẽ đi. Thì mời mọi người đi cùng gia đình mình lên trên sinh nhật của Phúc Hô nha mọi người. Đây lên lưng nè mọi người, anh em lại đủ chân mà bữa nay mình lo mình dọn quán nên là hơi trễ xíu. Rồi, nóng lửa. Phiếu lử ta hả? Thì sinh nhật ngày sao nói, nhật của cưng không hay gì? Của em với bên ngoài luôn. Là chung luôn hai đứa luôn hả? Hai đứa luôn. Bắt trước, mày bắt trước nữa. Thôi, happy birthday hai đứa nha. Dạ. Dạ. Anh nói vậy chứ anh đi cũng vui vẻ mà. Anh không có nghĩ tiền bạc gì hết á. Xe đậu đâu anh dẫn hết trơn. Không có, để đó đi, hồi cũng được. Không, sao hết trơn á. Cũng sao hết trơn á, về bữa cây trương em đi lại. Ê, mày mày khùng á. Đây, gia đình mình vô hết trơn nha mọi người. Đâu đây là bạn của anh em mình à. Hôm nay thì sinh nhật của mình thì ăn như vậy. Giỡn hoài lắm, giỡn hoài trời. Giỡn. Hôm nay sinh nhật mình thì cảm ơn mọi người. Mày nói không hay đâu rồi. Nói. Không quá. Bad boy, bad boy. Phúc, em nhớ Phúc đâu chơi dân trộm cướp đâu trời. Phúc đâu chơi dân trộm cướp đâu, ngồi gì. Về... Cứ chữ anh rồi đó, cứ chữ anh nữa, cái nón đó anh đưa cho nó đó. Phải không? Dân cồn, sống như cái hồn vậy. Dân gì? Dân cồn, sống như hồn. Dân cồn hả? Dân bên cồn, sống như hồn hả? Hôm nay sinh nhật cô Phúc với Hoài, anh cũng không có gì hơn. Thì hôm nay anh... Mẹ chết mẹ rồi. Gì đấy? Con anh ngồi nhã với anh nè. Thầy tháng con anh hả? Là cũng công đôi chuyện vậy luôn đó hả? Công đôi chuyện vậy đó. Trời ơi. Trời vậy nha, vui vẻ nha. Quá trời đã mọi người. Đó, bé mèo này nha. Thôi rồi. Ủa, cũng giống luôn hả? Y như trên. Kéo dữ vậy mày. Thì bữa nay Phúc mời trong nhà không nha mọi người đó. Trong nhà không thì cũng 5 bàn chứ không phải giỡn. Biết cua bia luôn hả? Hả? Rồi, đổ cái máy. Má chạy nhẹ con thôi, vậy là xui nhẹ thôi. Kẹp 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 kẹp. Hôi lắm. Hôi lắm. Tựa vui vậy. Vô đây mình, vô đây, nhìn mình vô đây. 1, 2, 3, woo. Ai la vậy? Bị chó xích vào gió nè. Đây mọi người rất là vui ha. Gì? Thôi sinh nhật cưng anh không biết nói gì hơn thì chúc cưng là năm mới có thật nhiều sức khỏe và tuổi mới thì càng ngày càng đẹp trai hơn nha. Rồi anh gửi thiệp. Ok. Vậy trả đi. Thôi giờ để chúng ta lấy. Lâu chứ là bữa ba em đi cà phê với anh không được rồi. Ok. Bữa ba đi cà phê với anh không được rồi. Đi đâu? Cà phê. Sao vậy? Gì? Tao đặt vé mày đi không được, tao cốc đầu mày nha. Tròn rồi. Giỡn tao à. À chút nè. Ôi trời, cua cái bi thiệt cầu thiệt chứ. Ôi trời, vậy có vợ được chưa má? Chúc Tết kìa. Lợi tội. Tao vui mà em không biết sao. Đây. Lẩu lên luôn. Rồi, đi chưa ăn. Đâu rồi? Chúc Tết kìa. Nó ngồi vậy vậy? Đợi. Đợi. Dữ vậy vậy? Dữ vậy nhả? Thì nói chung là bữa nay là... Bây giờ mỗi lần mà gặp nó lên nhà mình là mình gầu dữ lắm rồi. Nó lên là nó báo hết này báo tới kia. Bỏ cái chưa đi cái... Mày cháy hoài! 0907 705. Hay quýnh đâu quá nó sợ. Nè, tình thương bánh hương nha mọi người nha. Làm gì? Bình tĩnh. Tình thương bánh hương nha, nay sinh nhật của Hoa Huy mình. Mày làm gì? Mình không, anh với tôi riêng nói chuyện. Làm cái kiểu mà giống chân tình đắng ôm đầu. Nghĩa đó giờ làm hết được. Nói chung là
chán rồi. Nói chung là thì chú mì sinh nhật vui vẻ. Ủa là mất bếp lẹ dưới trời vậy trời. Tào lao vậy á? Tào bàn tay chút lắm rồi trời. Tụi mau vậy trời. Mày mau ơi, mày nhìn mày phải tin tao. Này của tao. Tao như tao mất tiền rồi. Mất tiền. Có tiền tao có nó 500 ngàn đi sinh nhật nè. Nè em tính cho 500 ngàn. Đâu cái gì? Ai muốn lộn thiệt đó. Mày lâu không mà. Mày lâu quá vậy lâu quá. Em hiệp đấy, có mất mà không? Hay vậy? Nhảy về đi. Ủa trong đây có tiền của nó mà. Ủa trong đây có tiền mà. Mày với nhau hả? Ủa? Đó. Chơi dân trộm cắp nó mất túi nào không hay chứ á. Ê, nói gì mày? Ê, bán cái số. Nói gì vô mày nói gì vậy? Bán cái số đi đâu đây vậy kìa hả? Bán cái số nè. 15k mới đi tàu về. Đi nữa. Thôi, bỏ vô lại. Để cái lọc sáng thầy cho nữa, cho lại thầy mày. Bây giờ mình chúc hô nha. Anh ấy hành động đừng có anh huyết quá, nó không có quen. Không quen à. Rồi chúc mày là... Dạ. Vậy quen không? Không. Quen không á. Rồi, bắt đầu đi. Nhạy quá. Thì mình xin thay mặt cả team là chúc cho Phúc là năm mới tuổi mới chứ không phải là mới tuổi mới đạt nhiều thành công mới. Và cái quan trọng nhất là mày bớt ngay là giùm tao. Ok. Mày bớt ngay là thấy mày đẹp trai lên hẳn. Bữa 26 em là không có ngay rồi. Bữa 26 hay chưa? Không. Đổi ngày không phải ngày đó. Mà tốt nhất là hay chưa cũng đừng có lại mà quậy. Mày chỉ cần cái miệng mày chỉ cần nút thôi chứ mày đừng nói đúng không? Nút thôi không nói. Rồi ok. Bữa băm hai tay lại. Tao không có băm đẹp. Tao đi hẳn. Chúc mày sinh nhật vui vẻ. Anh thì nói chung là không có mời đẹp. Anh không biết dùng tiền cao. Rồi nếu mà đi thì không thì tôi không biết anh đi bao nhiêu rồi thôi. Gì đây con cứ không gian mà thôi. Bỏ đây cho nó biết của anh. Nó biết rằng là chúc em sinh nhật vui vẻ. Căn cứ giờ mượn mình 50 triệu. Sống rồi chết luôn đưa đây. Ok giờ nhập tiền cho mọi người. Nãy giờ giỡn cho vui thôi. Chưa đốt bánh kem á. Chưa hả? Rồi mày á. Đấy, đốt bánh kem chưa? Chưa. Vô. Vô vô vô. Kem nha, vô lại hỏi cái kệ nha. Rồi sao? Là đốt bánh kem luôn á. Hỏi kệ chưa? Rồi đốt bánh kem. Nó quay đẹp lắm á. Rồi hỏi đèn cây chưa? Em tự làm chưa. Nãy giờ đốt đèn cây chưa? Chưa. Rồi vô vô. Bị gì á? Bị khùng á. Mấy khùng khùng đợi nó. Bị gì? Bị bún nhơ. Ông bị đỏ kìa, ông bị đỏ chạch cái mặt kìa. Rồi nghỉ dưỡng cái 30 ngày nữa. Ơ cái này đó bằng gì? Nào. Đây nào cắm ngược ơi. Ở trong một rồi. Ông nội. Cắm ngược ơi. Đúng rồi. Mở cái đầu này ra. Ủa. Bà cắm ngược của người ta rồi. Rồi giờ vô Phúc vô làm một cái này gọi là cái gì? Thiêng liêng nhất hả? Cái quan trọng nhất cho buổi tiệc ngày hôm nay. Quài đâu? Cạnh đầu làm cái quài đâu? Cái quài vô. Hết son nữa. Rồi cầu nguyện luôn. Cầu nguyện luôn. Thì nào mới đốt cái này? Chưa để mới đốt không? Ừ. Không có đốt đi, bây giờ mình đốt đi cho nó cháy trùng luôn, họ mình hỏi tắt luôn. Cái của đứa nào đó nó hỏi nha. Đốt đi anh. Rồi vô dẻo, cầu nguyện đi, cầu nguyện xong đi. Cầu nguyện vô xong đi. Rồi hỏi này kìa đi. Ở đèn kẹt đi. Ở đây. Rồi vỗ tay. Giờ mình vỗ tay đi cho sung đi. Vỗ tay đi. Ha ha ha.
Rồi hai đứa sẽ bánh kem đi. Giờ mình hát đi, sao mình hát cả em nha, anh qua là cắt của anh nha. Không đụng tới nha. Hát nè, hát nè. Hát đi. Hát nè. Hát nè. Bánh kem à. Cái gì vậy? Sinh nhật mày đòi đấm tao mày. Rồi xẻ bánh kem đi. Rồi quay xẻ chưa? Xẻ xẻ. Rồi chúc mừng sinh nhật Ngô Bảo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi có lời gì muốn nói với mọi người không? Lại cái đồ mà cắt cho người ta ăn nữa, mình cho rồi luôn. Lời nào muốn nói không? Thì mình xin cảm ơn. Không. Không phải cái này. Mình xin cảm ơn mọi người đã đến đây và ăn uống với mình. Cái gì nữa? Cảm ơn nội ngoại hai bên. Cảm ơn nội ngoại hai bên. Quen duyên hay họ? Cảm ơn quen duyên hay họ. Không ra nói chứ gì vậy? Cảm ơn anh đã lại chung vui cùng gia đình. Cảm ơn mọi người. Yo. Còn mình chích bóng cho mọi người ta hết hồn chơi đi. Để luôn cái chơi. Tấn này chơi dí nha. Ấu nha, ấu nha, ấu nha, ấu nha. Huê. Xe kìa. Đóng cửa luôn nha mọi người, đóng cửa không cho về luôn nha. No stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. Now I like rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squads with the play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.
I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I'm moving fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. I'm broadcasting time, I choose second dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. Dấu Huy gọi luôn mình nó đám luôn vậy đó. Ủa bữa nay đám gì vậy? Hả? Đám gì vậy? Đám tiệc bể bơi. Tiệc bể bơi. Hết, hết nói. Quậy không còn gì quậy luôn. Ô nhiễm. Quậy không ai mẹ đó, cái phi nước nó rồi nó nhiễm. Thấy rồi đó, giờ nó quậy không mà chứ không có nhậu nhẹt chứ. Nhậu ít quậy nhiều. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Thay đồ đi, thay đồ đi. Dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi, dọn cho. Rồi, dọn dẹp nha mọi người. Vui đủ rồi. Tặng nước vàng hồi bệnh á. Lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw.